người ta, công dân trên đất nước Việt Nam, cái chuyện gì tự phát ra đất nước Việt Nam chú bác đều biết hết á, rất là giỏi luôn, đó là khác. Cho nên em nói vậy nè, chuyện gì khó của chú bác lo, anh chị bạn mình cứ lên trên mạng chơi thôi, có nói không có thôi, có nha, có mua xe, có chốt, có cọc rồi mình nói được anh chị bạn, có giảng bài Trung Quốc là anh là em rồi, có giảng dòng sữa rồi, chảy sữa rồi, có giảng con chim, có giảng cái quần bó, có là giảng gì nữa anh chị bạn, đó có giảng cái giọng, có luôn, phải hát cái giọng, con bắt cây giống đen ngóng trong từng ngày, sao thầy thì giảng với con thấy rầu ghê nơi, cái giọng hồi nhỏ con ngủ cho thời giờ mà sao giờ đây thầy nói tào lao ghê, thầy như ông nội luôn bắt tội chúng sanh, thầy hay tài lanh nói năng tào lao, con nhớ hồi nhỏ thầy đâu có xạo lờ mà sao giờ đây thầy xạo lờ ghê nơi, không có thằng nào nói cái giọng là tội ác hết chị bạn, thằng nào nói là thằng đó xạo lờ, không có thằng nào nói nằm máy lạnh là tội ác hết đó, thằng nào nói thằng đó có xạo lờ luôn, em không tin cho nên em mới nói đó xạo lờ anh chị bạn đúng không, đó anh chị bạn đó nè, con có máy lạnh em cho luôn người ta, con có cây xanh cũng đem cho luôn người ta, có bao nhiêu tiền luôn con đem cho thầy hết, chỉ mong sao đời nay con sống luôn bình an, tại thầy nói cúng dường là hết ác liền, cho nên con xài máy lạnh rồi con nằm võng rồi, bây giờ con có bao nhiêu tiền luôn con đưa cho thầy hết luôn đó, là coi như là đời này con sống luôn bình an, mà con không biết con bình an không chứ tháng sau bỗng có tiền đóng tiền điện tiền nước đồ là ăn mài luôn anh chị bạn, là nhà nước nhà ơi rồi nó cắt điện mình một cái là tối thui luôn, tắt đèn là tối thui, như là tắt đèn là tối thui đó, để con nói cho ông thầy nghe, thầy giảng bài nó báo quá báo, khả năng nói láo ở đỉnh cao, khả năng tàu lao là không đối thủ, đưa tiền thầy đủ là thầy ok. Ủa đúng à? Nè, nói láo không? Nằm võng là tội ác, mà cúng dường là hết ác. Gì cây giấy? Là tàu lao đó anh chị em bạn, là tàu lao. Nói chung tàu lao biết lao rồi nó như nhau vậy đó. Cho nên em mắm vô em chị em bạn, em thích vậy đó. Em là vô tình, em vô tình là vậy đó. Nè anh chị em bạn nè. Ngộ kỳ thời, tu riết không khôn mà ra, tu lâu mà ngủ thấy mẹ, đi tu chi nữa trời, về mà đi tu, tối ngày toàn rủa chúng sanh thấy ghê, đi tu chi nữa cha, cha về nhà, hỏi ma của cha xem, lấy Trung mà hay lấy Việt, sao cha nói gì kỳ, về Việt Nam tôi, thế mà là em của Trung Quốc, sao sao cha ngu thế cha, đi tu mà, tu đi không khôn mà ra, tu lâu mà ngủ thấy mẹ, tu chi nữa trời, vậy là năm nay hết thôi là đừng có tu nữa nha, đi tu chi nữa cha. Ông ở Trung Quốc là em Việt Nam anh chị bạn, là ông Trung Quốc là anh Việt Nam á, dẹp, nghỉ khỏe luôn, nghỉ khỏe, hỏi tu, nghỉ khỏe, giảng tới đó là mình hết, giờ hết đề tài, nghỉ khỏe chị bạn. Bài tựa gì anh chị bạn, bài tựa là tôi nghe thằng nào nói đó anh chị bạn, Trung Quốc là em Việt Nam mà hát tặng thằng đó, hát riêng tặng thằng đó thôi, thằng nào xạo lờ đó hát tặng đó, tại vì trong sách vở Việt Nam này không có cái chuyện nào là Trung Quốc là anh của Việt Nam hết anh chị bạn, không có, nói chung là không có. Anh chị bạn nào ở đây có biết không, chỉ tôi một cuốn sách ở đây, chỉ thì tôi mua thì anh chị bạn chỉ em đi về em mua sách em đọc để em khôn ra, chứ bây giờ em tâm tối quá mà em nghe chứ em tâm tối quá, đau bụng quá chị Thúy ơi hả, đó vậy đó anh chị bạn, chúc 700 mấy anh chị bạn nào đi ngủ đi, 1 giờ mấy rồi đó anh chị bạn, đi ngủ đi, bữa nào lên like nó nhảm tiếp nha, ra bài hát đi ok lắm mà. Rồi ra bài hát rồi đó anh chị bạn, mới ra bài hát rồi đó mới hát cho anh chị bạn nghe rồi. Nè hát lại lần nữa nè, cho anh chị bạn đi ngủ nè. Ngộ kỳ thời, tu đi không khô mà ra, tu lâu mà ngủ thấy mẹ, tu chi nữa trời, dây à mà đi tu, tối ngày toàn chữa giữa dân chúng thôi, đi tu chi nữa cha. Cha về nhà, hỏi ma của cha xem, lấy Trung mà hay lấy Việt, sao cha dán gì kỳ, sao cha nói gì kỳ đó anh chị bạn, đúng không anh chị bạn đúng không, Việt Nam tôi thế mà là em của Trung Quốc, sao cha ngu thế cha, ai mà nói vậy anh chị bạn, chửi nó ngu liền cho em đúng không, nói nhiều, đi tu mà tu đi không khôn mà ra, tu lâu mà ngu thấy mẹ, tu chi nữa trời, vậy thì năm nay hết thời về nhà nghỉ ngơi khỏe luôn, đi tu chi nữa cha, nghỉ tu, dẹp giải tán, nói chung vậy được không anh ba, nói chung là vậy anh chị bạn, tại vì sao Trung Quốc mà là anh là Việt Nam là em, mà nghỉ khỏe, trời ơi kệ nó, ăn dưa leo lung tung vậy phải không, kệ nó, đâu thanh nàng kệ nó anh chị bạn, nó ăn dưa leo gì lung tung gì kệ nó, bài này đỉnh gì em à, phải không anh chị bạn, nhiều người phải đó, tại vì nói hay quá mà anh chị bạn, thằng nào mà nó nói Trung Quốc là anh, nó Việt Nam là em, là anh chị bạn cho nó sầm lờn hết cho em, anh chị bạn không có tội gì đâu, tại vì chừng nào mà sách vở lịch sử Việt Nam này mà có đăng là Trung Quốc là anh á, là anh chị bạn nói vậy, là anh chị bạn nói vậy, mà lịch sử không có là thằng đó nói vậy anh chị bạn. Em lại chị à, trời
nghiêm túc ha. Nè bây giờ anh chị bạn, nếu mà anh chị bạn nói đúng là mấy mốt con mình nó nói là Trung Quốc là anh đó, bây giờ anh chị bạn phải nói sai thì là con mình nó mới nói là ơi ông thầy giảng sai nha. Còn nếu mà anh chị bạn mà nói Trung Quốc là anh là thằng con mình trong nhà nó nói Trung Quốc là anh luôn đó, tại vì mình là má nó mà, mình nói là Trung Quốc là anh là nó nghe liền à. Giống như mấy đứa mà đi theo thầy đó, không thầy nói Trung Quốc là anh là nó nghe, tại vì biết sao anh chị bạn, nghe dân là giang hồ đồn, chị bạn nghe giang hồ đồn, trời như giang hồ đồn mà không phải đâu, không phải là lời đồn đâu, mà chị bạn em ở bên Đài Loan luôn đó, chị bạn của em đã ở bên Đài Loan, bà nói luôn đó, y vậy đó, giang hồ đồn y vậy đó, nói vậy là anh chị bạn hiểu rồi, tự đi kiếm đi, tại vì cái chị bạn đó là chị hay đi chùa đó nên chị biết, không phải là cái chị trên mạng này nói đâu, mà là chị bạn chơi với em ở bên Đài Loan, chị nói, em hỏi chị là có phải giống như người ta nói không chị, cái đó vậy vậy đó phải không, là chị đã nói đúng rồi đó, là chị biết cái ông này luôn mà chị biết luôn, mà mỗi lần qua đó là chị có đi cúng dường luôn mà, anh chị bà hiểu không, là chị bản thân chị đó có đi cúng dường trong cái chùa đó luôn, cho nên chị biết mỗi lần là chị đã bỏ bao thư bao nhiêu á, cho đến khi mà chị chơi trên mạng này là chị mới biết là tại sao mà có công chuyện như vậy, chứ không phải là chỉ là dân chơi trên mạng mà nói về thầy, chị chỉ nói là hồi xưa giờ bà thích đi chùa thôi, mà bà ở bên này luôn, bà có đi, bà nói là có lần ổng qua đó là bà có gặp luôn, anh chị bà hiểu nói không, có gặp luôn rồi xong mình nói như vậy đó. Nhưng mà cho nên mình mới nói là đi tu mà giết giàu ra là chú bác lo nha anh chị bạn, cái chuyện gì khó có chú bác lo, còn mình chỉ là lo cái chuyện là Việt Nam là không phải là em Trung Quốc là ok, cho nên cái chuyện nào mà nó liên quan đến cái đời tư người ta đó anh chị bạn, cái đó là cái quyền riêng tư người ta nha, để em nhắc anh chị bạn nhớ nha, cái chuyện tiền của người ta có bao nhiêu tiền nha, hoặc là bao nhiêu nhà, anh chị bạn là không nên đem lên trên cái không gian này, anh chị nói mà anh chị kêu tên, có nghĩa là anh chị nói là cái tiền nó trong túi ổng đúng không, mà anh chị không chứng minh được là anh chị là 331 tiếp, anh chị nghe em nói nha, anh chị có thể nói ông nào đó tôi nghe ổng dư giả như vậy đó, phải vậy không thì khác, nhưng nếu anh chị kêu nguyên tên mà anh chị đổ thừa cái đó của ổng, mà thí dụ như ổng đã chuyển qua tên ai khác rồi thì cái đó gọi là vu khống cho ổng và sỉ nhục ổng, anh chị bạn nghe em kỹ nha, nghe em kỹ để mà chơi mạng nha, còn nếu anh chị người ta kêu anh chị chứng minh đi là tài sản nó của ổng đi, anh chị chứng minh một cách nào, chị bạn hiểu nói không, cho nên em hay nói là chuyện gì khó thì sẽ có chú bác lo, mình không cần lo là người ta có bao nhiêu tiền đó, đây nói như nào, đi tu mà quá nhiều tiền, đi tu mà quá trời nhà đó là chú bác mà biết là quéo queo thầy tu, chú bác biết mới được anh chị bạn, mình biết không được, mình nói không được nhưng chú bác sẽ lo, ngộ vậy đó anh chị bạn, thấy chuyện gì khó của chú bác lo, anh chị bạn thấy không, cỡ cô Trương Mỹ Lan mà còn vậy mà anh chị bạn không hiểu nói hả, cái chuyện mà nó tới rồi nha, mà nó nằm vô tầm rồi là xong phim, mà tại sao mà nó lộ ra hoài đó thì anh chị bạn biết tới rồi đó, Trung Quốc với Đài Loan là hai nước khác nhau đó nha cô, dạ đúng rồi anh, tại vì Trung Quốc nhiều lần có chiếm luôn Đài Loan cũng đâu được, chiếm luôn Đài Loan cũng đâu được anh, mà anh biết là Đài Loan hay Trung Quốc gì ta nói tiếng phổ thông không mà anh, Phật tử Đài Loan là giàu lắm anh à, anh đừng nói vậy, mà cứ thầy em mà có chọn bên đó là bình thường nha anh, chứ có chọn bên Trung đâu anh à, Đài Loan là Phật tử nhiều lắm và Phật tử cũng giàu không mà, một cái đảo của Đài Loan vậy thôi nha anh, nhưng mà anh chiếm cũng rất là khó nha anh, anh hiểu không, là rất là khó chiếm Đài Loan, cho nên anh hỏi coi tại sao Trung chiếm Đài Loan chưa được, và anh biết là Đài Loan là nó cũng giàu lắm không, kinh tế là rất ok luôn đó, nó là nó thiệt đó, chứ anh chị bạn đừng nghĩ là tại sao không chọn Trung mà lại chọn Đài, anh chị bạn hiểu là hiểu tới đó được rồi, tại vì Đài khó khi nào mà có thể lụm luôn Đài, hôm bữa Trung Quốc thấy không, ngắm nghe không lụm được Đài, anh không thấy à, là cái đảo thôi nhưng mà không lụm được, có thể là quy từ Hồng Kông nhập cho Trung Quốc được, và diễn viên phim Hồng Kông hồi xưa ta nói tiếng Hoa không, bây giờ phải nói tiếng Trung, là mất tất cả những diễn viên Hồng Kông hồi xưa mình có phim kiếm hiệp rồi đó, là ngọ với nị không, còn bây giờ là phải war ai nị, còn cái chưa là xưa là ngọ với nị, chứ tiếng phổ thông á, tiếng phổ thông là war ai nị, còn tiếng hoa là ngọ ái nị, giống như tiếng Hoa tụi em đi là ngọ ái nị, nị ái ngại, còn tiếng phổ thông là war ai nị, war ai nị, war lên gì war gì chị bạn, war cái gì bài mà bà cứ ánh trăng hiểu lòng tôi đó, mà nói chung là phải war là qua tiếng phổ thông nha, mà ví dụ Trung rồi bây giờ là người ta Đài Loan rồi ta nói tiếng vậy không, cho nên anh đừng có nghĩ là Đài Loan là của Trung, mà Đài Loan là một cái nước riêng của người ta, nhưng mà Trung cũng lấy không được, mà tại sao phải mọc cái đó hả, thì anh chị bạn nghĩ đi, đỉnh của đỉnh luôn, nơi nào mà nó an toàn nhất là người ta đậu à, nơi này như hơi bị bất an rồi, sẽ di chuyển thôi, bất an là sao anh chị bạn, sơ hở quá là sẽ bị lụm đó, sơ hở quá mà phát triển quá độ, mà khi người ta phát hiện rồi người ta sẽ xôi, thôi nha anh chị bạn, dân mạng hay lắm, anh chị bạn thấy không, nhiều khi nó rò rỉ ra ngoài, mấy
chú với bác người ta phá án hay lắm. Dân mình nó nhiều chuyện anh chị bạn hiểu không? Nhiều khi nó ở sát nhà thầy, nó biết thầy luôn. Nó nói với mà đồn răm rang, đồn ra. Người ta nói đó, tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Nó đồn xa, giết ai cũng biết hết. Nổi có mua chiếc xe mà thầy ta cũng biết đâu, chị bạn thấy chưa? Mua chiếc xe ta biết kính hiển vậy. Thằng đạo ác gây đăng lên mạng vậy. Cho dân mạng ghẹo thầy tôi vậy anh chị bạn. Chơi kỳ ha. Đó, nói vậy cho anh chị bạn biết. Nếu mà anh chị bạn có chơi đề tài xã hội hay là đề tài thầy, thì anh chị bạn nên nhớ em nói. Đừng bao giờ kêu nguyên tên người ta ra. Đừng bao giờ kêu nguyên tên người ta ra nha anh chị bạn. Với lại là đừng bao giờ nói tổng số tiền của người ta ra. Đó, này nói thiệt á, đừng bao giờ nói tổng số tiền người ta ra, không tốt. Anh chị bạn có thể giỡn trên mạng, anh chơi sao chơi, nhưng đừng có nói tên người ta nguyên tên, và đừng có nói tổng số tiền, hay là khẳng định là cái đó của người ta là không tốt. Như chiếc xe là anh chị khẳng định được, tại vì là cái thằng kia nó đăng lên, là anh chị khẳng định là ok, để là Phương Tâm tính. Còn những cái vế khác, anh chị có chơi vui thôi, đừng có đăng thẳng như vậy, không tốt nha. Này em nói thiệt đó, đừng có nói mà giống như là miệng tôi nói, ổng ghê tôi nói ghê. Không, cái nào có là nói, có nào không thôi. Cái chuyện tiền nông của người ta trong túi người ta sao anh chị bạn biết được. Chừng nào chú bác nói anh chị ngọn nghe. Giống như cô Trương Mỹ Lan vậy đó, chừng nào chú bác hốt rồi, chú bác mới nói là tổng số tiền như trên thì mình ok. Còn bây giờ mình có thấy đi, mình mắt nhắm mắt mở mình nhìn này nè anh chị bạn. À, ghê. Ôi, mua xe kìa. Trời ơi, bự quá, nhiều tiền quá. Mắt nhắm mắt mở cho qua anh chị bạn. Con đậu con bay rồi thôi, đừng có nhìn hai mắt rồi nguy hiểm nha. Ok nha. Đó. Chỉ nói vậy thôi, còn anh chị nào thích chơi chơi nha. Em không có cái tâm ý gì hết á. Em chỉ là giỡn với anh chị bạn, với lại anh chị bạn 331 là nó sẽ có đó nha. Cho nên đừng nói về cái chuyện tiền nông của ông. Chỉ ghẹo ghẹo những cái vế mà có diễn ra trên mạng thôi. Và mình biết chắc được là thằng kia nó nói mua xe thì mình giỡn được nha anh chị bạn. Còn cái chuyện mà cái chùa cái ơ rồi đó, để người ta xác minh, đừng đi đồn bậy. Anh chị mà hiểu không? Người ta ở bên kia, nếu người ta ở bên nước ngoài á, Nhật, Hàn hay Đài Loan, là người ta là một công dân ở nước khác rồi, người ta có nói người ta ít bị lắm. Mà anh chị em bạn mình sống ở Việt Nam là dễ mắc phải cái tội đó lắm. Cho nên bớt lại, bớt những cái vế nào mà xăng xôi nguyên đời tư, mà chỉ nói những cái gì trên mạng có thôi. Giống như từ cái đó báo viết, hay là từ ông nội kia ông chia sẻ thì mình nói. Giống như ông mua xe là ông nội kia ông cảm ơn thì mình biết, mình nói thôi. Còn những cái nào mà trong chùa của ông nó đừng nói tới ha. Vậy nha anh chị bạn, chúc buổi trưa vui vẻ nha. Đừng nói tới cái chùa người ta anh chị bạn, nói tới những cái bài giảng của người ta thì ok. Tại vì mình là chúng sanh mà mình không thích bài giảng đó thì mình nói thôi. Mình nói lên cái ý kiến của mình ok la với nó. Mình không thể nào hùa theo thầy được, thầy giảng sai mà. Còn những cái đời tư của ổng, ổng có đi đâu, đúng không? Ổng làm gì làm. Còn cái hũ xăm mà bị lộ lên á là do thầy ổng khéo che thôi. Hai đứa nào nó ghét đó anh chị bạn, đứa nào nó ghét cái hũ xăm nhung rồi đó anh chị bạn, xăm nhung bổ thận bơ rồi đó. Tăng tăng tăng, đời sinh viên có cái đàn guitar, thầy đi tu có cái đàn luôn nha. Mà tăng tăng tăng, uống xăm nhung luôn nha. Mà tăng tăng tăng, uống đĩa lông luôn nha. Mà tăng tăng tăng, xăm nhung luôn nha. Thôi, tạm biệt anh chị bạn nha.